Quay lại những cái hồ cá của nhà mình đó, đây là con cá của bạn mình, nó gửi là tiếng của chú đầu bạc luôn, mà mình tắt đèn á là ra cái màu nó vàng đồng, vàng đồng nè. Mình thấy nó bất ngờ, mình thấy là lạ quá cho nên mình thích nó lạ lạ, nó hơi ngược sáng nên thông cảm nha. Không phải mình ghép song long hay gì đâu anh em đó, bữa đó mình về mình mệt quá cái mình bỏ vô đại à, mình bỏ cái con nhỏ dưới á, nó đánh cái đuôi nó hơi gắt. Rồi bây giờ nó hòa thuận rồi, tại vì thời gian sau này bận lắm anh em, nuôi cộng đồng mà không quan tâm đến nó là hư cá hết. Mà có con này đẹp, cá mình xinh rồi, mình sẽ ngăn cái hồ này ra, không có nuôi cộng đồng nữa tại vì mệt quá không có thời gian. Hồ không phong của mình nè, mới thay một ít nước giặt tủ lọc thì cái hồ nó không có trong, nó hơi đục đục, tại vì mình mới thay nước, chừng nữa nó ổn định lại nước rồi thì nó sẽ trong vắt lại như mấy cái clip mà anh em coi đó. Đây nè, anh em thấy không? Đó. Ban ngày thì mình mở cửa cho ánh sáng nó vô, ban đêm thì mình mở đèn lên để cho con cá đừng có quản. Hỏi mình là cái vật liệu lọc mình xài là túi lọc khoáng Nhật Bản và bông lọc hết và cây UV như đó thôi. Thay nước thường xuyên, nếu mà chị thay nước thường xuyên nè, hút phân cặn nó ra rồi vậy là xong. Không bỏ gì vào hồ hết đó, những cái lọc nào thì thông cảm nè, cái này mình nói thật là mình không có xài ba cái viên đá. Đá chú đồ bạc cho mình nhiều lắm nhưng mình không có xài. Chú đồ bạc cho mình cái sứ xanh đó, anh em coi clip anh em thấy rồi, mình không có xài, xài là mình để là lâu rồi. Còn đây, đây là hai con bói này là một để cái đèn của gia cô, mình bỏ cái double wing ra rồi đó. Cái con này con full của chú đồ bạc nè, mình mới bắt về hôm bữa thì hơi nhát và nó không có ăn, thì chừng nữa mình quay cái clip cho anh em coi mình cho nó ăn sâu thử coi nó ăn hay không. Mà nó ăn thì nó ăn, còn không ăn thì thôi, mình không quan tâm nhiều. Mình hay lên clip cho anh em coi đó, cá mình chỉ có nhiêu đây thôi đó. Chơi cá đó như mình nó rất là vui, rất là đơn giản, lọc thì không có gì cầu kỳ. Còn mà mình xài khoáng Nhật Bản thì mình cũng phải nói là mình có xài khoáng Nhật Bản. Nhiều anh em hiểu, mình nhận cá của người ta thì đôi khi mình có một chút BR quảng cáo, nhưng mà mình nói là mình nói những cái mình đang xài trên cái hồ này, chứ không phải mình xài không được rồi đi quảng cáo tầm bậy tầm bạ nghe anh em đó. Thì anh em thấy hồ nước mình nó trong không? Rất là nhiều anh em xài khoáng Nhật Bản mà chưa bao giờ thấy anh em phốt mình một cái gì hết trơn, chưa bao giờ thấy phốt gì cái đèn gia cô nè. Có mấy ông tào lao ở âm binh á mới nói là đi phốt đèn gia cô là thường mấy ông làm đèn không à, anh em để ý đi. Cái thứ hai nữa, khoáng Nhật Bản chưa thấy ai phốt, và có rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình, từ lúc rồi tôi xài khoáng Nhật Bản cái nước nó trong, tôi chơi cá nó khỏe như ông vậy đó. Rồi ok, như vậy là chơi thôi đó. Thì mình quay cho em một cái anh em một clip như vậy, những con cá trong cái mình đang nuôi trong nhà mình. Rồi chào anh em nha.